vườn rau nhà bác Duy nè, rau này là rau xà lách nha. Đây là cải ngọt, ngò rí. Mùa này mưa quá cây nó không có lên được nhiều. Giúp cải giới thiệu sơ sơ. Giúp cải đã quá hả? Hành lá này chắc mới này năm hả? Ngọn già ra hoa luôn. Này già quá cắt đi. Bạc hà. Này là bạc hà này. Mưa quá nhìn tàn tạ quá. Cái ớt nè. Cũng còn nhiều trái rồi. Gừng. Gừng. Lá lốt. Rau muống nè. Giờ xới đất lên. Vườn rau huyền thoại của bác Duy này. Năm nay bác Duy còn xếp thêm mấy cái cục gạch rất là đẹp. Giờ sới đất lên. Mùa này mưa quá trời mưa. Sới đất nhổ cỏ. Này cây mới gom hết lại nên là sới đất lên này. Rồi giờ bác Duy sẽ cho thêm vỏ cà phê đã ủ rồi. Trộn lên cho nó giữ ẩm. Này là rắc thêm vôi để khử rắc vôi lên trên. Đất đã trộn xong vỏ cà phê rồi, rắc vôi đây nè. Này mua được mấy đực giống về nè, cải ngọt nè, salad rồi. Giờ bác Duy sẽ cấy thôi.
bên kia thì cái xà lách rồi cái kẹo ngọt. Cây nhí nhí nhí. Thường mấy cái rau này cấy khoảng chừng 3-4 tuần là sẽ đẹp. Cấy hột lâu hơn là cái cây đã ươm rồi á. Cây đã ươm lên vài rồi cấy nhanh hơn. Mùa này mưa cứ mưa dầm mà chắc cái nó cũng không có phát triển mấy. Mưa quá nó dập hết rau. Bắt ghi lông danh nè. Vậy là bác ghi làm được 6 luống là ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bên kia thì là rau muống. Mới tới xong rồi. Cái này không đủ giống luôn. Bên này cấy được có nợ. Đêm mất ghi ra bắt ốc này. Ốc sen ăn rau quá trời. Chà, nó ăn luôn rồi. Đó. Tưởng sau chứ ốc sen ăn ghê hơn. Đêm lên quá trời ta. Đó, ốc sen lên nè, trời ơi, nó ăn rau à. Sau một đêm nó ăn tan tác luôn các bạn. Đó, nó ăn tan tác mấy cái rau này. Mờ quá không nó phải to hơn đấy. Cũng được. Trời vào rí hôm bữa giờ xíu giờ to rồi nè. Vào rí á. Vào rí nhanh lên thôi. Bảy ngày rồi nè. Cũng phát triển đấy chứ, nhưng mà không có được phát mấy nhỉ. Xà lách mỡ trồng á. Xà lách này tỉa lá ăn thôi. Mờ quá rồi. Chạy ngồi. Lên vài nữa. Này đã à. Cả bò xôi. 10 ngày rồi nè các bạn. Nhìn vậy chứ mấy ngày nữa là ăn được rồi. Mờ quá rồi chắc năm nay phải thu hoạch sớm rồi.
mưa nó không lên được sao á. Đây 15 ngày rồi đây là vậy là ăn được rồi đó. Cải ngọt, cải ngọt vậy ăn được rồi đó, để hồ nó dẻo. Xả lắp mưa quá cho nên không lên được mấy. Để cả bỏ xôi rồi. Lò rí, lò rí thì lên ok rồi. Cải ngọt, cải ngọt mà ăn nó được rồi. Này chắc tháng sau cấy lại. Mờ quá rồi. Tháng sau cấy lại là tới Tết là ngon rồi đó. Cái cục này nhí nhí. Mưa là nó lủng lủng lá luôn hay sao ấy, như sau rồi. Chắc là mấy con đốc sen đã ăn rồi. Ốc sên ăn gơ nó mới nhà ăn phá hại về. Hai mươi ngày rồi nè. Này ăn được rồi đó.
Thường nếu mà không mua mưa chắc khoảng 3 tuần, 3 tuần, 4 tuần là to. Cỏ nó không lên luôn. Cải bó xôi. Lên leo que. Trời, cái mấy cái kia còn chưa lên luôn rồi. Ngò ý thì lên quá trời rồi, càng ngọt cũng ok rồi.